Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Fortuner không về thì thôi, về là như thế này nè các anh chị. Hôm nay bên Toàn về tận 3 xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn nha. Máy dầu có cả số sàn và số tự động luôn. Đời thì 2022 luôn các anh chị ha. Rồi, đầu tiên là chiếc này các anh chị, Fortuner. Máy dầu số tự động đời 2020, phẩm mới các anh chị nè, mới đi có 18.000 km thôi, màu trắng rất là đẹp luôn. Xe này thì hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 996 triệu các anh chị ha. Rồi chiếc này Fortuner máy dầu số sàn đời 2020. Chiếc này thì form cũ các anh chị nha. Đi cũng khoảng 49.000 km rồi, bên Tiền đang bán xe này với giá là 879 triệu các anh chị ha. Rồi chiếc này phải nói siêu lướt luôn. Fortuner máy dầu số tự động đời 2022 các anh chị. Mới lướt nhẹ 8.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 1 tỷ 058 triệu các anh chị ha. Bây giờ các anh chị và các bạn nào đang cần tìm cái dòng này thì hôm nay thấy được video này thì nhớ liên hệ cho Tiền ngay để đến xem xe nha. Có 3 sự lựa chọn dành cho các anh chị luôn. Thì hai xe kia Tiền đã quay video chi tiết xe rồi. Thì bây giờ Tiền sẽ đi vào chi tiết chiếc này cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đen các anh chị. Em này phải nói về độ mới là mới 99% luôn các anh chị nha. Như xe hãng đi 8.000 chưa hết rô đai luôn các anh chị. Xe mới về là Tiền quay cho mọi người xem luôn, chưa vệ sinh gì hết nên nó còn hơi bụi, hơi dơ. Các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tiền nha. Tí xíu nữa Tiền sẽ cho vệ sinh ngay á. Rồi, xe bên biển số 61 Bình Dương 14900 ha. Xe bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nữa nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền nè. Em này thì lướt quá rồi nên là cũng không có gì để bàn rồi các anh chị ha. Nước sơn thì rất là đẹp, Tiền nói mới 99% thì các anh chị cũng hiểu rồi ha. Phía trước thì có cảm biến trước cho mình nè. Những cái mối nối cực kỳ khách liền lạc, đồng màu từ trước ra sau, cũng xước dăm dăm nhẹ nhẹ thì bình thường nha. Năm vỏ zin theo xe nè các anh chị, độ gây gió cực kỳ sâu như thế này đây. Nhìn như thế này mình có thể đoán được odo có chuẩn hay không nha. Đách vỏ là tuần thứ 34 của 2022 vỏ zin các anh chị. Ở lớp dự phòng là chưa sử dụng luôn ha. Những cái gai li ti là vẫn còn nè. Mâm là hỏng có một vết trầy xước nào hết các anh chị. Mâm rất là đẹp ha. Rồi. Đăng kiểm thì còn tới tận tháng 4 năm 2025 các anh chị nha. Ở đây thì anh chủ có dán phim cho mình rồi nè. Viền che mưa, chén cửa ha. Tay nắm cửa thì mạ rơm, có nút mở cửa một chạm ha. Có bệ bước đầy đủ cho mình sử dụng luôn rồi. Những cái trang bị cơ bản thì anh chủ đã trang bị rồi ha. Về mình là sử dụng thôi, không cần phải trang bị thêm các anh chị. Rồi phía sau để Tiền xem có một cây cam lùi các anh chị nha. Có cảm biến lùi luôn. Rồi nhìn sơ phần gầm giúp Tiền ha. Đây, nhìn sơ phần gầm giúp Tiền nè. Lớp dự phòng còn mới 100% chưa sử dụng. Còn cái đường viền sơn các anh chị nhà mình cứ thấy không ạ. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha. Không đại tu động cơ và hộp số bao tách hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Cốp của mình thì có ti ben trợ lực các anh chị ha. Ở đây thì anh chủ rất là kỹ nè, trải sàn simili, trải thẳng ra phía sau cốp như thế này để bảo vệ phần nỉ bên dưới ha. Hàng ghế thứ ba thì nếu mà các anh chị nhà mình không đi full người thì gập lên như thế này nè các anh chị. Để mình để được một khoảng để đồ cũng khá là lớn nha. Rồi, đầu nghề thì bên này các anh chị ha. Con đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị nha. Những cái phần nhựa bên trong là hầu như là không có bị trầy xước gì luôn á. Hàng ghế thứ ba này hầu như là chưa có sử dụng gì nhiều luôn á các anh chị. Rồi đợi Tiền xíu nha. Rồi ở đây những cái phần nhựa nè, lấy đồ ra vô không có bị trầy xước gì hết. Chứng tỏ là xe mình đi là đi ít thật các anh chị ha. Tay mát nè, đấy vẫn còn ha. Bên Tiền bán xe ra thì có bảo hành cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa nha. Trường hợp những chiếc xe đời cao như thế này còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường nha. Ghế da nguyên zin tông màu đen còn cực kỳ căng, cực kỳ mới luôn. Sàn thì sàn simili, trần thì trần bọc ni lông cho mình rồi nè. Xe này thì thấy mua về là sử dụng ngay thôi, không cần trang bị thêm gì các anh chị. Ở đây mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 lít rưỡi cho tới 7 lít 2 các anh chị ha. Rồi, Tiền sẽ tiến về khoang lái nhé. Đấy.
Rồi, đây là chìa khóa của ở Fortuner các anh chị ha, 2022. Rồi, Tiên sẽ nổ máy lên nha. Xe của mình á thì chìa khóa thông minh, đề start top ha, ghế thì ghế lái chỉnh điện nha các anh chị nha. Ghế lái mình chỉnh điện ha. Đó. Rồi, bên này những cái nút bấm còn rất là mới ha. Vô lăng này các anh chị. Ở đây thì vô lăng bọc da ha. Giả gỗ như thế này ha, nhìn rất là sang. Vô lăng còn rất là nhám luôn các anh chị thấy không ạ? Không hao mòn, không bóng mờ, logo còn cực kỳ mới, những nút bấm không mờ chữ mất số luôn ha. Ở đây thì có đàm thoại rảnh tay, những cái nút điều chỉnh âm lượng, rồi có lẫy chuyển số trên vô lăng nữa nè các anh chị. Đấy. Rồi nhìn đồng hồ giúp tiền nha. 8.649 km, rất là mới, rất là lướt luôn. Trên này thì anh chủ có trải thảm táp lô cho mình ha. Táp lô này thì có những cái chi tiết là mai da như thế này nữa ha. Nhìn phải nói rất là sang trọng luôn á. Không có bị trầy xước gì hết. Phải nói là em này mới 99% các anh chị. Màn hình zin theo xe các anh chị nha. Dưới này là dạng lạnh ha, hai vùng nè các anh chị. Cần số nè, cực kỳ mới luôn. Đấy, ốp bằng gỗ như thế này rất là sang luôn. Bên này thì có cân bằng điện tử, chế độ eco, tiết kiệm nhiên liệu ha. Rồi. Ghế bên phụ cũng còn rất là đẹp nữa. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ ha. Thì sẽ để máy cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn nha. Thì sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chiếc xe thật sự của chiếc xe này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc, bên Tì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nha. Chất xe của em này thì khỏi phải bàn rồi các anh chị, rất là đẹp. Ốc của nắp cabo keo chỉ cabo nguyên zin. Đấy. Phần khung xương, phần ốc chân đèn là nguyên zin, tem mát còn nguyên hết. Đấy. Sơn phết đầy đủ ha. Rồi nhìn sơ vào phần ốc máy giúp tiền nè các anh chị. Rồi cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn. Mặc dù là máy dầu nhưng tiền thấy xe này nó sẽ không có gào lắm nha. Đây. Rồi. Các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nè. Còn muốn chắc thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị ha. Rồi tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Toyota Fortuner máy dầu số tự động đời 2022. Xe thì mới đi có 8.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 1.058.000 các anh chị nha. Giá này Tiên báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Vì Fortuner thì thị trường không có xe nhiều đâu các anh chị, mà một chiếc xe đẹp như thế này thì lại càng hiếm hơn nha. Nên thì nhanh tay liên hệ Tiền để chốt sớm nè. Xe bên Tiền thì đời từ 2017 trở lên thì Tiền có hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nữa nha. Nếu mà các anh chị cần quan tâm thêm, không biết chiếc xe này mua xe thì trả trước bao nhiêu nè, đóng hàng tháng bao nhiêu, lãi suất như thế nào đó, thì liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Còn nếu như các anh chị nào mình ở tỉnh xa, thích chiếc này không thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được á, thì liên hệ Tiền đi. Mình xem qua video chi tiết xe ngày hôm nay của Tiền nè, rồi chốt giá đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 20 triệu thôi. Mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị ha. Đúng với những gì bên Tiền cam kết, đúng với những gì bên Tiền làm video á, thì mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Còn trường hợp khi mà lên xem xe đi tiết hãng, có đâm đụng nè, có ngập nước nè, có đại tu động cơ và hộp số nè, thì bên Tiền sẽ hoàn lại cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những chi phí tiết hãng đó cho các anh chị ha. Nên là đặt cọc trước đi rồi mình lên mình xem xe, để những cái anh chị mà ở khu vực như là Phú Quốc, Kiên Giang hay là Đắk Lắk, Đắk Nông nè, khi mà lên tới nơi thì xe bên Tiền đã nhận cọc rồi thì lại mất thời gian, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Còn nếu được nữa thì bên Tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn ha. Nên là các anh chị không có mất mát thời gian đi lại luôn. Các anh chị nhà mình yên tâm, liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Và 7 chỗ hiện tại bên Tiền phải nói là còn rất nhiều xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn. Mới vừa về thêm Toyota Rush các anh chị đời 2021, đi mới có 25.000 thôi, đặc biệt là màu trắng nữa ha. Và hiện tại thì còn thêm Trailblazer nè. Máy dầu số tự động 2 cầu đời 2018, 2 xe luôn các anh chị nha. Có Everest nè,
Rồi có Santa Fe nữa các anh chị, Xpander số sàn, Xpander số tự động, rất là nhiều xe nha. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào á, thì có thể là ở lại bên kênh của Tiền lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.